Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên. Trong cái chuỗi video này, chúng ta đang đi từng bước với nhau phân tích về yếu tố vận khí của các hướng trong năm 2020 Canh Tý. Chúng ta biết rằng là chúng ta có 8 hướng đúng không ạ? Bao gồm là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Đúng không? Trước đó thì Đức Trung đã trao đổi đến các cô chú anh chị 6 hướng rồi. Các cô chú anh chị còn nhớ không ạ? Bao gồm là hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông, hướng Tây, hướng Đông Nam và hướng Tây Nam rồi. Và trong đó thì có cả các cây hung tinh cũng như là cát tinh mà Đức Trung đã phân tích. Và trong những chuỗi video trước đó thì hầu hết chúng ta phân tích đến yếu tố là hung tinh cũng nhiều mà cát tinh thì cũng mới chỉ có ít đúng không ạ? Duy nhất là có cái hướng Tây là cát tinh là cầu từ hướng Bật đao đến. Như vậy còn hai cái hướng còn lại đó là hướng Đông Bắc và cái hướng Tây Bắc thì vận khí năm 2020 như thế nào? Liệu là hung tinh hay là cát tinh đây? Chúng ta sẽ phân tích trong cái video này. Ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ xin trao đổi với các cô chú anh chị vận khí của ngôi nhà hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc năm 2020 sẽ có nhất bạch tài tinh đáo đến hướng Đông Bắc này. Như chúng ta đã biết rằng là theo huyền công phi tinh thì phi tinh ra năm 2020 nhất bạch tài tinh nó sẽ đáo đến cái phương Đông Bắc. Tại sao thế? Chúng ta nhập thất xích tá quân nhập vào chính cung, chúng ta sẽ thấy bát bạch đáo đến phương Tây Bắc đúng không ạ? Cửu tử đáo đến phương Tây, nhất bạch sao số 1 sẽ đáo đến phương Đông Bắc. Nghĩa bệnh phù sẽ đáo đến cái phương Nam, tam bích thị phi đáo đến phương Bắc, tứ lục văn xương đáo đến Tây Nam, ngũ hoàng đại sát đáo đến phương Đông và lục bạch ngũ phúc sẽ đáo đến phương Đông Nam. Do đó rằng là sao nhất bạch tài tinh năm 2020 sẽ đáo đến cái phương Đông Bắc của trong ngôi nhà các cô chú anh chị cũng như đáo đến hướng Đông Bắc của ngôi nhà. Do đó rằng là với cái ngôi nhà mà hướng Đông Bắc thì về cơ bản rằng là năm nay về yếu tố về tài tinh cũng như là sẽ được hỗ trợ khá là nhiều. Năm 2020 này thì nhất bạch tài tinh đáo đến phương Đông Bắc. Do đó rằng là cái hướng nhà Đông Bắc của các cô chú anh chị sẽ có được cái yếu tố về thiên lợi đắc ký rất là tốt. Tuy nhiên rằng là nhất bạch tài tinh hướng ngành thuộc thủy mà đáo đến phương Đông Bắc hướng ngành thuộc thổ, do đó rằng là thủy thổ tương khắc. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải có cái sự khéo léo để dung hòa cái yếu tố về ngũ hành của sao cũng như là của phương hướng này. Đặc biệt là năm 2020 thì ngoài yếu tố nhất bạch thì chúng ta còn có thêm các cái sao khác bao gồm cả tiểu hung tinh và tiểu cát tinh như là lực sĩ, rồi thái dương, tam môn, tuế mã, rồi độc hỏa. Chúng ta cần phải chú ý hết sức như sau. Vì rằng là nhất bạch tài tinh đáo đến cái hướng Đông Bắc, thêm thái dương và thêm tuế mã nữa, chủ về cái việc biến động tài sản và kinh doanh buôn bán lợi lạc. Đấy. Và buôn bán lợi lạc cũng như là về yếu tố về buôn bán nhà đất cũng như bất động sản thì năm 2020 với cái nhà hướng Đông Bắc thì cũng sẽ có khá nhiều cái sự thuận lợi. Tuy nhiên rằng là có lực sĩ, độc hỏa và tăng môn đến cho nên rằng là với các cái tiểu hung tinh này thì chúng ta cần chú ý cái yếu tố về hỏa hoạn có thể xảy đến đối với cái nhà hướng Đông Bắc, đặc biệt là có sao tăng môn nữa, thế cho nên rằng là chúng ta kiêng kỵ với cái việc những cái đám hiếu, những cái yếu tố về đám ma thì chúng ta cũng nên chú ý kiêng được với việc đến những cái nơi mà có âm khí do việc đám ma xảy ra như thế thì sẽ không được tốt hơn. Hơn nữa trong cái việc đó là với cái hướng nhà Đông Bắc như thế mà nhất bạch tài tinh là cái sao chủ về yếu tố về tài tinh, chủ về quan vận, chủ về thăng quan tiến chức. Năm 2020 nếu như cái phương Đông Bắc này, hướng Đông Bắc này mà chúng ta biết cách chúng ta làm sạch sẽ, mọi thứ minh đường sáng tỏ phía trước nhà chúng ta sẽ tốt thì chúng ta đón được yếu tố cát khí của nhất bạch tài tinh đến sẽ giúp cho việc kích hoạt về tài tinh đương vượng, kích hoạt thêm yếu tố về quan chức, kích hoạt thêm yếu tố về sự hanh thông trong sự nghiệp của các thành viên trong gia đình các cô chú anh chị. Nếu như cái phương này hướng này mà chúng ta làm mọi thứ đều bừa bộn đó, thì những cái yếu tố về tiểu hung tinh vừa rồi mà Đức Trung có nhắc đến sẽ càng thêm kích hoạt và càng thêm xấu thêm cái yếu tố về hướng này. Để mà tăng thêm yếu tố về cát khí cũng như hóa giải thêm yếu tố về hung khí thì các cô chú anh chị chúng ta lưu tâm đó là chúng ta sử dụng cái thảm màu ghi ngũ hành thuộc kim để chúng ta trải lối cửa nhà. Thảm màu ghi ngũ hành thuộc kim để mang cái yếu tố là tương hòa giữa cái việc đó là ngũ hành của bản khí của phương Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ sẽ sinh kim và kim lại sinh thủy, tức là ngũ hành của sao nhất bạch. Do đó rằng là tạo ra cái sự tương sinh loan hoàn này thì nó sẽ mang rất là tốt để kích hoạt thêm yếu tố đương vượng của khí của sao nhất bạch tài tinh, đồng thời rằng là sẽ phần nào dung hòa đi những cái yếu tố về hung tinh mà Đức Trung có nhắc đến như là tam môn, như là tuế mã, như là độc hỏa hay là lực sĩ, thì các cô chú ý chị cũng cần phải chú ý cái điều này. Hơn nữa rằng là để việc có kích hoạt thêm cái yếu tố vận khí của nhất bạch tài tinh đến với phương Đông Bắc, hướng Đông Bắc nhà chúng ta thì chúng ta sử dụng cái pháp khí bao gồm là chúng ta sử dụng cái vật phẩm là ngũ phúc hoa mai chúng ta treo trước cửa nhà. Với cái vật phẩm ngũ phúc hoa mai các cô chú anh chị chúng ta treo trước cửa nhà để tăng thêm yếu tố cát khí đắc lợi cho cái hướng Đông Bắc của chúng ta với cái sao nhất bạch tài tinh này.
vì rằng là với cái vật phẩm ngũ phúc hoa mai là một trong những vật phẩm chiêu tài hàng đầu, với cái lối kết của nhí cắt từng kết kết hợp với năm đồng hoa mai tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, tượng trưng cho thọ khang ninh tu khảo, tượng trưng cho những cái yếu tố về cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe, cầu bình an và cầu may mắn tốt nhất đến với gia đình chúng ta. Với cái lối thiết kế của năm cánh hoa mai tượng trưng cho ngày xuân, ngày Tết, sự vui vẻ sum vầy, đúng không ạ? Hình tượng của con rơi là ngũ phúc, là tượng trưng cho phúc thần. Rồi là hình tượng của con hươu là tượng trưng cho lộc thần, tượng trưng cho sự tài lộc. Hình tượng của quả đào là tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ, đúng không ạ? Hình tượng của đỉnh tiền vàng thể hiện cho tiền tài, cho sự tài lộc. Hình tượng của chim khách thể hiện cho sự may mắn, vui vẻ, đúng không? Rồi là những cái câu chữ ở trên đồng hoa mai như là mệnh thọ phú quý trường thì đều là mong muốn cái sự trường thọ dài lâu đối với gia chủ. Với cái việc kết năm đồng hoa mai lại với nhau theo một cái sâu nhí kết từng kết như thế, nó thể hiện một cái sự hanh thông nhất định, thể hiện một cái sự may mắn trường tồn dành cho gia chủ. Do đó chúng ta sử dụng cái sâu ngũ phúc hoa mai chúng ta treo lối cửa nhà thì nó giúp cho việc kích hoạt cái khí của nhất bạch tài tinh đến với cái phương đông bắc thì nó rất là tốt. Ngoài ra thì các cô chú anh chị cũng nên sử dụng một cái phương khác, đó chúng ta sử dụng cái tiền thập nhị địa chi. Với cái tiền thập nhị địa chi có thiết kế bởi 12 con giáp được khắc nổi trên cái đồng tiền thập nhị địa chi này, kết hợp với đồ hình âm dương bát quái thì nó vừa tăng yếu tố về tịch tà hóa giải sát khí, lại mang cái yếu tố về kích hoạt cái quý nhân tương trợ của các con giáp đến với hướng nhà chúng ta. Đồng thời là kết hợp của cái sự kết nối giữa nhi cắt tường kết và vô tận kết bồ thì giúp cho cái vật phẩm nó càng thêm cái yếu tố về linh ứng. Hơn nữa thì các vật phẩm cần phải được trải qua cái yếu tố là bao sái, khai quang lạc chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm, và đến tay các cô chú anh chị cần phải an vị đúng ngày giờ thì nó sẽ phát huy một cách công hiệu tốt nhất. Trên đây là cái việc mà Đức Trung đã trao đổi và hướng dẫn các cô chú anh chị cái yếu tố vận khí của hướng nhà đông bắc với nhất bạch tài tinh đáo đến cái hướng nhà năm 2020 chúng ta. Các cô chú anh chị chúng ta lưu tâm để có những phương án kích hoạt tốt nhất với cái sao đại tài tinh này. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong